Tổng Bí thư ngu trùng, Đảng mù lòa, đất nước khốn đốn. Có thể nói Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại đến bây giờ là nhờ vào sự giao thương với các nước dân chủ tự do phương Tây, chứ không phải nhờ vào những người cộng sản anh em của Đảng. Đây là sự thật không thể chối cãi. Vào năm 1986, toàn bộ Đông Âu và Liên Xô rơi vào thời kỳ rệu rã, có thể ví như người hấp hối trước khi tắt hơi thở cuối cùng. Đấy là lúc Hội đồng Tương trợ Kinh tế SEV do Liên Xô đứng đầu không còn khả năng gồng gánh những kẻ ăn bám như Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và điều gì đến đã phải đến lúc đó, nền kinh tế Việt Nam sắp đến thời kỳ khoai, sắn, bò bò không còn để ăn. Đứng trước nặng đói cận kề, Đảng quyết định vứt bỏ mô hình kinh tế tập trung quan liêu để đổi sang nền kinh tế thị trường, mở cửa làm ăn với phương Tây. Dù là theo kiểu đổi mới nửa vời, nhưng cũng đủ để cứu cho Việt Nam khỏi nạn đói tàn khốc. Cùng tắc biến là quy luật từ ngàn đời nay, khi dân đối diện với sự cùng cực vì thiếu đói, thì họ cũng chẳng ngại chết để phản kháng lại cái chế độ mang đến đói nghèo cho họ. Chính vì thế, việc Đảng từ bỏ mô hình bao cấp của Cộng sản, từng bước chuyển sang mô hình kinh tế thị trường là sự giải cứu giúp cho Đảng thoát khỏi ngày tàn. Sau khi khối SEV sụp đổ, vào năm 2006 Việt Nam tham gia WTO, nhờ vậy kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế toàn cầu. Những người Việt ở tuổi đời trên 50 đều thấy rõ sự thay đổi của bộ mặt kinh tế xã hội sau đổi mới, và người Việt Nam đã thoát khỏi đời sống đói khổ như Cuba, Bắc Hàn. Hiện nay những hình ảnh về cuộc sống xã hội ở Cuba tràn ngập trên mạng cho thấy nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không từ bỏ mô hình kinh tế hà khắc kiểu Cộng sản thì đấy chính là cuộc sống của Việt Nam hiện tại. Cho đến lúc này, Mỹ đã mở cửa để Việt Nam có cơ hội mua vũ khí sát thương của Mỹ thay vì cứ mãi trung thành với thứ vũ khí đồng nát của Nga. Về kinh tế, nước Nga đang bị cấm vận và đất nước này không có ảnh hưởng nhiều đối với nền kinh tế Việt Nam. Thậm chí nếu vẫn giữ nguyên quan hệ kinh tế với Nga, Việt Nam có thể bị vướng vào rắc rối do các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu. Như vậy, Việt Nam hoàn toàn có thể vứt đi mối quan ngại với Nga mà không sợ bị mất nguồn cung vũ khí hay ảnh hưởng đến nền kinh tế. Quan trọng hơn, trung thành với Nga, ủng hộ Nga là Việt Nam đang tiếp tay cho cái ác lộng hành, cho tên tội phạm bị thế giới ruồng bỏ. Tổng thống Putin của Nga bị xem là một tội phạm chiến tranh. Ông ta đã xua quân xâm lược Ukraine và gây ra những cái chết vô tội vô cùng nghiêm trọng tại nước này, liên đến con số hàng trăm ngàn người của mỗi bên. Vậy vì lý do gì mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại mời một tên tội phạm như Putin sang Việt Nam, trong khi việc này không mang lại lợi ích gì cho Việt Nam mà ngược lại còn gây ác cảm với các quốc gia văn minh, thậm chí có thể sẽ bị họ xa lánh? Chỉ có một lý giải để giải thích cho hành động này, đấy là bản chất ngu trùng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và dân lãnh đạo cấp cao của Đảng. Ông Trọng vẫn trung thành với quan thầy Liên Xô, cho dù quan thầy ấy giờ đây chỉ còn là cái xác nằm dưới nấm mồ. Chính quyền của Putin hiện nay là một quái thai của chủ nghĩa Xô Viết nửa vời còn sót lại, và thứ sót lại ấy lại là chủ nghĩa Xô Vanh nước lớn chuyên ức hiếp các quốc gia nhỏ yếu hơn, là sự sắc máu độc tài và tàn bạo. Cố thủ tướng Anh Henry đã từng có câu nói nổi tiếng rằng không có kẻ thù vĩnh viễn, không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Với Việt Nam, nếu đứng trên quyền lợi quốc gia thì Đảng cần phải quay lưng lại với tên độc tài sát máu Putin. Phương Tây và Mỹ thì mới là những người bạn thực sự, mới là nơi mà nền kinh tế Việt Nam có thể dựa vào mà phát triển. Mỹ có thể cung cấp vũ khí cho Việt Nam, thứ mà Trung Quốc không hề có, còn Nga chỉ bán toàn những thứ lạc hậu, chất lượng thấp mà Trung Quốc cũng có và có rất nhiều. Thử hỏi Việt Nam có lợi gì? Có thể nói người dân Việt Nam đã bất hạnh khi bị Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị, mà còn bất hạnh hơn khi đứng đầu đảng cầm quyền là một kẻ ngu trùng. Ngu trùng đến mức không thấy được đâu là quyền lợi quốc gia cần phải bảo vệ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tổng Bí thư ngu trùng, Đảng mù lòa, đất nước khốn đốn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Chính tô chiến rồi bắt tay rồi lại chiến. Ai sẽ đến đích trước đây? Phạm Minh Chính và Tô Lâm có thể được xem là hai đối thủ đầy duyên nợ. Cả hai ông đều xuất thân từ ngành công an. Từ năm 2011 trở về trước, cả hai luôn là những đối thủ ngang tài ngang sức trong Bộ Công an. Cùng lên lon một lượt, cùng được phân công những chức vụ tương đương với nhau. Về mặt đảng, cả hai cùng vào Trung ương Đảng khóa 11 và cùng vào Bộ Chính trị khóa 12. Sự khác biệt chỉ bắt đầu từ khóa 13 khi Phạm Minh Chính lên làm Thủ tướng Chính phủ, vào thứ trụ trên danh nghĩa là sếp của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Nhưng cũng chỉ sau 3 năm, Tô Lâm lại vượt lên nắm chức Chủ tịch nước trên danh nghĩa là sếp của Thủ tướng. Thật ra lâu nay chức Chủ tịch nước vốn bị coi là chức hữu danh vô thực, nhưng vào tay Tô Lâm thì lại rất có thực quyền, đặc biệt là đối với Bộ Công an. Giữa Phạm Minh Chính và Tô Lâm vốn không có liên minh mà chỉ là đối thủ. Tuy nhiên gần đây ở Trung ương Đảng khóa 13 thì hai ông này lại liên minh với nhau. Khi đó Vương Đình Huệ là ứng viên số 1 cho chức Tổng Bí thư, cả hai đều không muốn ông Huệ trở thành nhân vật về đích. Có đối thủ chung và thế là liên minh giữa họ lại xuất hiện. Nếu Vương Đình Huệ nắm chức Tổng Bí thư thì hầu như ai cũng dự đoán Bộ Chính trị và Trung ương Đảng sẽ tràn ngập dân Nghệ An, bởi lực lượng Nghệ An lúc đó quá mạnh với 3 ủy viên Bộ Chính trị, 10 ủy viên Trung ương Đảng và 1 ủy viên dự khuyết. Nếu ông Vương Đình Huệ lên ngôi sẽ không còn chỗ cho phe Hưng Yên và phe Thanh Hóa cũng không chen chân được. Đó là lý do chính Tô Lâm đã liên minh với nhau để mà chơi lại Huệ. Tuy nhiên, liên minh này được cho là bất bình đẳng khi chỉ có Tô Lâm là người thực hiện hầu hết các cú đánh nhắm thẳng vào Vương Đình Huệ. Trong khi đó, Phạm Minh Chính chủ yếu né tránh để hưởng miếng bánh thắng lợi sau cùng. Phe Hưng Yên lấy Tô Lâm làm nòng cốt, cộng thêm một số nhân vật thân hữu có quan hệ gần gũi với gia đình Tô Lâm như Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Lòng. Thế nhưng phe Hưng Yên không đủ đông để ăn hết miếng bánh quyền lực, cho nên sau khi giành được thì phải chia bớt, trong đó phe Thanh Hóa ắt hẳn sẽ có phần không nhỏ. Tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 7 vừa qua, ông Phạm Minh Chính bất ngờ ra tay, giật lấy chức Bộ trưởng Bộ Công an khỏi tay Chủ tịch nước Tô Lâm. Cú giật này tưởng như sẽ khiến Tô Lâm trở thành cá nằm trên thớt, nhưng bất ngờ sau đó Tô Lâm lại tạo ra đảo chính mềm, giật lại chức Bộ trưởng Bộ Công an cho đàn em của mình. Không rõ sau đòn đánh lén này, ông Tô Lâm còn giữ liên minh với Phạm Minh Chính nữa hay không, bởi hành động của Phạm Minh Chính đã cho thấy ông Thủ tướng là kẻ cơ hội. Nếu có cơ hội, ông Chính sẽ không ngần ngại tung đòn hiểm nhắm vào đồng minh Tô Lâm. Liên minh giữa ông Chính và Tô Lâm hình thành để đánh Vương Đình Huệ cũng chỉ với mục đích loại người gần ngay vàng nhất ra khỏi cuộc tranh chấp. Sau khi thành công loại được người này thì Tô Lâm lại là người gần ngay vàng hơn cả. Liệu Phạm Minh Chính có cam lòng yếu thế để đối thủ lớn nhất đời mình trở thành kẻ hưởng lợi hay không? Cho đến thời điểm hiện nay, Tô Lâm vẫn chưa phải là người chiến thắng trọn vẹn. Do đó, cơ hội cho Phạm Minh Chính vẫn còn đó. Từ nay đến đại hội lần 14 còn khoảng 18 tháng nữa. Đây là khoảng thời gian đủ dài để thay đổi trật tự. Kẻ đang đứng xa vị trí ngai vàng hơn như Phạm Minh Chính có thể tính toán để ra những đòn quyết định nhắm vào và đảo ngược thế cờ. Có người thì ví von rằng ông Thủ tướng là người rất giỏi chơi phòng ngự phản công, cho nên người chỉ giỏi chơi tấn công như Tô Lâm chưa chắc đã thắng vào phút chót. Mỗi người có một lợi thế riêng. Khi mà trọng tài chưa thổi còi kết thúc trận đấu thì biến số vẫn luôn xảy ra. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Chính tô, chiến rồi bắt tay rồi lại chiến. Ai sẽ đến đích trước đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề.